Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin Việt Nam. Ở bản tin đầu tiên, Việt Nam đã công bố dịch coronavirus trên toàn quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch virus corona trên toàn quốc, yêu cầu cơ bản dừng vận chuyển công cộng. Quyết định quan trọng đưa ra tại cuộc họp thường trực chính phủ chiều ngày 30 tháng 3. Ông Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đề xuất của Ban chỉ đạo là yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh virus corona. Tinh thần là thần tốc và cương quyết, dồn mọi nguồn lực dập bằng được ổ dịch này, Thủ tướng nhấn mạnh. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó, ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm. Và Ngoại giao Anh Quốc đã nói gì với công dân nước mình khi họ đang ở Việt Nam? Đại sứ quán Anh Quốc tại Việt Nam vừa chia sẻ với truyền thông các thông điệp mới nhất từ Đại sứ Anh Gareth Quark và Tổng lãnh sự Anh Lan Gibbon. Thông điệp này được chia sẻ một số lời khuyên với các công dân Anh Quốc lựa chọn sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch virus corona, nhằm giúp họ giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Trong đó có một đoạn cách ly xã hội là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm. Nhưng nó có ý nghĩa gì? Tại Hà Nội, tôi đang sống. Số lượng người ra đường đã giảm đáng kể. Bạn nên ở nhà nhiều nhất có thể. Và nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang. Đồng thời cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với những người xung quanh. Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây. Không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này. Trong một bản tin khác, tạm dừng sổ số kiến thiết trong 15 ngày là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Hôm 29 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính, theo tinh thần là chỉ thị 15. Tạm dừng dịch vụ sổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh virus corona đang diễn biến phức tạp. Vấn đề quan trọng là giải quyết đời sống của người nghèo ra sao thì phải bàn. Thủ tướng nói, theo ghi nhận của báo Dương Trí, trước đó Bộ Tài chính đã đề nghị dừng hoạt động của các casino, hoạt động kinh doanh sổ số kiến thiết theo chỉ đạo liên quan đến việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết. Nguồn trên cũng cho hay, sở dĩ Bộ Tài chính có kiến nghị trên là bởi việc tập trung mua sổ số tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh virus corona đang diễn biến cực kỳ phức tạp tại một số thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. Hiện hình thức phát hành vé số chủ yếu là đưa đến các đại lý các cấp và các cá nhân bán lẻ. Rủi ro nguồn lây nhiễm cho các đối tượng này rất cao vì tiếp xúc nhiều người và rất khó kiểm soát. Và theo đó thì một chủ đại lý vé số đã chấp nhận hỗ trợ 50.000 đồng một ngày cho người bán vé dạo. Thanh Niên Online đã ghi nhận, tại cuộc họp báo trực tuyến về công tác phòng chống dịch virus corona chiều ngày 30 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn Nguyễn Thành Phong đã nói, theo chỉ thị 15 của chính phủ, dịch vụ sổ số phải tạm dừng trong vòng 15 ngày, nên những người bán vé số cũng bị ảnh hưởng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nên có phương án hỗ trợ đối với các trường hợp này. Trước những khó khăn của những người bán vé số, rất nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ trực tiếp cho họ. Anh Nguyễn Thanh Tâm, 34 tuổi, chủ đại lý vé số Thiện ở phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long là một trong số họ. Anh Tâm đã quyết định trả lương cho người bán vé số là 50.000 đồng một người một ngày trong 15 ngày dừng sổ số kiến thiết. Anh Tâm bày tỏ trên Tuổi Trẻ, trước đây anh bỏ mỗi một ngày cả 100 triệu đồng tiền vé, nhưng giờ chắc lọc lại còn chừng 30 người với khoảng 3.000 vé. Đây là những người bán vé số dạo thân quen của anh ở đủ mọi lứa tuổi. Ban đầu anh định sẽ hỗ trợ tiền cho 15 người, nhưng nghĩ kỹ hơn thì làm vậy kỳ lắm, nên anh quyết định sẽ hỗ trợ tất cả mọi người với số tiền 50.000 đồng một ngày một người cho đến hết 15 ngày. Anh Tâm nói, khi tôi tuyên bố hỗ trợ tiền cho người bán dạo, có nhiều đại lý cũng bắt đầu cà khịa vì cho rằng làm vậy sẽ bị người dân ôm vốn. Nhưng với tôi thì khác, những người bán đã gắn bó với tôi từ thuở cửa hàng, tôi hiểu rõ từng người một. Mình làm như vậy cũng như là một cách trả ơn, một phần giúp người nghèo ở nhà tránh dịch,
vì họ luôn đối diện với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Kính thưa quý vị khán giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị hai thông cáo quan trọng của Thống đốc tiểu bang California. Thông cáo thứ nhất, bản tuyên cáo của Thống đốc Newsom về ngưng khoản trợ cấp kích thích kinh tế liên bang. Thống đốc Gavin Newsom vừa đưa ra tuyên cáo dưới đây về ngưng khoản trợ cấp kích thích kinh tế liên bang vừa được thông qua ngày hôm nay như sau. Gói kinh tế kích cầu được thông qua hôm nay sẽ là một khoản trợ giúp vô cùng quan trọng cho tiểu bang California chống lại đại dịch virus corona và làm tăng khả năng chống dịch bệnh cho các nhà thương cũng như cho các hệ thống y tế trong tiểu bang. Gói kích cầu này cũng sẽ trả thêm 600 Mỹ Kim mỗi tuần về bảo hiểm thất nghiệp cho nhiều cư dân tiểu bang hiện đang mất công ăn việc làm, cũng như cho những ai sẽ mất việc làm trong thời kỳ đại dịch, và đồng thời cung cấp những ngân khoản vay mượn và tiền giúp đỡ cho các cơ sở buôn bán nhỏ, cho các tổ chức thiện nguyện giữ lại công việc làm cho nhân viên mình. Gói kích cầu kinh tế nói trên cũng trợ giúp trực tiếp cho tiểu bang và chính quyền địa phương thêm khả năng đối phó với những trường hợp khẩn cấp. Chính quyền tiểu bang và địa phương là những người trong tuyến đầu chống lại đại dịch, tăng thêm khả năng cần cho hệ thống y tế, cung cấp thực phẩm và hỗ trợ những người mất việc làm. Chính quyền tiểu bang và địa phương vẫn luôn cần nhiều ngân khoản trợ giúp cho mùa đại dịch. Tiểu bang California sẽ sát cánh làm việc với chính quyền liên bang để có được những trợ giúp cần thiết nhằm chống đại dịch. Và một khi thoát khỏi đại dịch, tiểu bang sẽ nhanh chóng phục hồi lại nền kinh tế, cũng như phục hồi lại những tàn phá do đại dịch gây ra. Thông cáo thứ hai, sắc lệnh hành pháp của Thống đốc tiểu bang California về việc hoãn thi hành luật tố tụng. Luật này có hiệu lực ngay tức thì trên toàn tiểu bang từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Thống đốc Gavin Newsom hôm nay đã lấy quyển hành pháp ban hành một sắc lệnh hủy bỏ những luật bắt phạt người thuê nhà vì ảnh hưởng của dịch virus corona cho tới hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Luật cấm các chủ nhà không được tố tụng các người thuê nhà vì họ không đủ khả năng trả tiền nhà, cũng như cấm cơ quan công lực, cơ quan tòa án thi hành luật thuê nhà. Luật cũng đòi hỏi các người thuê nhà phải làm bản xác nhận hoàn cảnh của mình không quá hạn 7 ngày kể từ ngày đáo hạn phải trả tiền thuê nhà, rằng mình không thể đủ khả năng trả hết hoặc một phần số tiền thuê mướn vì ảnh hưởng của đại dịch virus corona. Người thuê nhà phải lưu giữ giấy tờ xác nhận này nhưng không đòi buộc là phải nộp cho chủ nhà trước, và người thuê nhà buộc phải trả số tiền thuê nhà trong thời gian khả năng cho phép. Họ sẽ bị kết án nếu luật hành pháp hết hạn. Luật này có hiệu lực ngay tức thì và giúp giải tỏa gánh nặng cho những người thuê nhà mà tiền thuê phải trả ngày 1 tháng 4. Thưa quý vị, và Kim Thủy cũng vừa mới gửi đến quý vị bản tin tức tổng hợp của đài truyền hình VBS. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều bình yên, thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.